Hello nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm ngày hôm nay thì là em có về được rất là nhiều những đôi chân loa. Hiện tại những đôi chân loa này là đôi loa chất lượng nhất trên thị trường hiện tại các bác nhá. Có thể nhìn thấy là cái gỗ của nó rất là dày này. Hơn cả một bằng ngón tay cái của em luôn này. Đấy. Và rất là dày, cả cái này thế nó rất là dày các bác nhá, nó rất là dày này. Và độ chi tiết của nó làm là cực kỳ tốt, để cho các bác thanh lý tất cho các bác 400.000 một đôi chân loa như này. 400.000 một đôi các bác nhá, đồng tiền gỗ nó cũng hơn rồi. Khẳng định với các bác luôn, không có một cơ sở nào dám bán đôi chân loa này với mức giá là 400.000 đồng các bác nhá, 400.000 đồng rất là rẻ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đôi chân loa rất là ok, chỉ có 400.000 đồng một đôi thôi. Các bác liên hệ ngay cho qua số hôm nay em ghim ở trên tiêu đề của video. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip lần sau.